Đứng trước những bất lợi trong trao đổi thương mại tự do với Mỹ, các thành viên chủ chốt của Nghị viện châu Âu đã ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại Kinh tế Toàn diện với Canada, gọi tắt là CETA. Tuy nhiên, hiệp định này vẫn đứng trước nhiều thách thức trước khi nó thực sự trở thành sự thật. Theo đó, hiệp định này cần phải được Nghị viện châu Âu thông qua trước khi nó được chuyển tới Hội đồng Lục pháp và các nhà làm luật thương mại quốc tế. Hạn cuối để Nghị viện đưa ra phán quyết cuối cùng là vào giữa tháng 2 tới. Tôi có thể khẳng định đây là một hiệp định thương mại tuyệt vời bởi nó sẽ giúp cho chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Liên minh châu Âu và những người dân châu Âu tin tưởng vào Canada và ngược lại. Canada tin tưởng vào chúng tôi. Nếu các quốc gia cùng chia sẻ những giá trị chung, bao gồm cả việc đi tới những thỏa thuận như thế này, điều này sẽ khiến các quốc gia xích lại gần nhau hơn, mạnh hơn và củng cố được mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Trong thời điểm hiện tại, khi chủ nghĩa bảo hộ dân tộc tăng cao, việc các quốc gia cùng có chung ý tưởng hợp tác, chung mục tiêu xích lại gần nhau càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Liên minh châu Âu và Canada đã đàm phán về việc ký kết thỏa thuận này vào 2 năm trước, song cả hai phía chỉ đi tới việc ký kết hiệp ước vào tháng 10 năm ngoái. Theo đó, nếu việc ký kết hiệp định này thành công, hiệp định CETA sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa Canada và EU lên 20%, đồng thời nó sẽ đẩy kinh tế EU tăng thêm 12 tỷ euro, tương ứng với 12,9 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, và tăng 12 tỷ đô Canada, tương ứng với 9 tỷ đô la Mỹ một năm đối với Canada. Tuy nhiên, rất nhiều người phản đối hiệp định này cho rằng hiệp định CETA sẽ mang lại quyền lực cho nhiều quốc gia và cuối cùng sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua về các tiêu chuẩn trong giao dịch thương mại.